quê chỗ. Ông chủ nhiệm ủy ban các bản to các ủy ban nội tế vị thị xã Mạc Ca. Sống chênh lục vị thị chiết ca bị cái lục yên dư rí. Sống ơn quân lục phụ thiên sống cơ rộp lục thiên lục sư cha gồm hạ sư sư đầy mục rì nhà sư sư đầy hạ việt ta tặng ơn. Sư sư đầy lục nạ tặng lai để chô rùm xã Mạc Ca nơi tặng ai ní nông tục rưu nông tục đầy. Đói xa mù là hẹt sốc phịp chịp xếp ai lửa bài ca bọc cụ bê tháng ngày nay. Đây là ông chúm nèo ánh miên nâng đáy hai. Vì hai khi nhầm án chụp lửa yên xử lý tiết có thà bọn ai tam nan xa bọn ca ở bàn bình linh tế đời xa mù là hẹt vân mục ở khẩm lăng hưng để chịu. Chân đại sáng sai này lục yên sinh sna sôm lẽ bon sự thị nông ca châu rùm đại tổ tu nơi bút tục đông trăm hàng cầm của đây sầm rập thằng ngày này cứ rít tiêu này hay nâng sầm rập thằng ngày sai từng mùi phong ca sna sôm này mình men đại hai tha lục yên sinh mình miên chấm nắp rắm rư co thiên bát này mình miên sa rắc sầm khăn sầm rập qua từ qua sna sôm lẽ bon sự thị bài này គុកកថាកលលោគាត់អាចសន្សំសុខភាពបានខ្លះសម្រាប់អធិនបតនិងសវនាការផ្សេងផ្សេងអាស្រ័យនេះសូមលោកប្រធានមេត្តាពិចារណានិងសម្រេចតាមសំណើលោកអៀងសេរីសូមអរគុណហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលនេះក្នុងករណីលោកប្រធានអនុញ្ញាតសូមអរគុណបាទអង្គជម្រះបានស្ដាប់ដំណើរសុំរបស់ លោកយើងតារីដែលស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីការពីក្រៃបកតដែលសូមទៅលះបង្សិទ្ធក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មការនៅថ្ងៃនេះនិងសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់មានបំណងសន្សំនៅសុខភាពរបស់គាត់នៅថៃបំពេញសុខភាពរបស់គាត់ដើម្បីមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមនៅកិច្ចដំណើរការសកម្មការលើកក្រោយទៀត អង្គជំរះសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងការជួបដំណឹងរបស់អង្គជំរះកន្លងមកនេះអំពីកិច្ចដំណើរការសកម្មការលើបញ្ហានៃបច្ចេកទេសដែលកើតឡើងពីស្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំរះឡាការកពូលហើយនឹងគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវយកមកលើកមកវិភាក្សានៅក្នុងសកម្មការនេះនឹងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនោះអង្គជំរះបានជម្រាបជូនទៅភាគីមេធាវីការពីក្តី រួចហើយតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់មន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់ថាគឺជនជាប់ចោតអាចមានជំរើសក្នុងការចូលរួមក៏បានមិនចូលរួមក៏បានដែរនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មការនេះហេតុដូច្នេះនៅសំណើនេះវាសមត្រប់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំរះតាំងពីដំបូងដែលថាជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសថាខ្លួនចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមក៏បាននៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មការ អំពីបញ្ហានេះថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកហើយសំណើនេះសមត្រប់ដូច្នេះអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកយើងតរីវិលត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីខុមខាំងនៃអវតកវិញអនុរិយមន្ត្រីខុមខាំងនាំខ្លួនលោកយើងតរីត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីខុមខាំងនៃអវតកវិញចុះដោយនាំនាពេលនេះតែម្ដង អង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភាគីថាដោយក្រោយពីការពិនិត្យពិចារណានៅលទ្ធភាពនានាដែលបានដែលភាគីបានលើកឡើងនៅមតិយោបល់ជាហោហែការពិប្រឹកមិញនេះអង្គជំរះគិតថាស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលដូច្នេះអង្គជំរះបានពិនិត្យពិចារណាលើសំណើសុំទី 5 របស់អង្គជំរះសូមឲ្យភាគីទាំងអស់ផ្ដល់មតិយោបល់នេះអង្គជំរះសម្រេចដកចេញនៅសំណើនេះ
đời mình chẳng may ơi phi kỳ phát đoàn mà tệ dục bó lư sùm nua để ông dùm ra xua từ căn phi kỳ ơi phát đoàn dục bó trong dùm nội cả thác khăn tí bấy sùm nua tí pram nô tì phần thái ông dùm ra đại chùm nua vĩnh cư xông ca phát đoàn dục bó phi phi kỳ bẹ bón từ lư sùm nà xông bây giờ phê lạ xạm ra ca sẽ đạp tạc khay cam xạ xây đại là bệnh chế âm phi ở tại giới đất bác chuẩn chụp cháu khiêu xâm phón đại ông nhầm rác ban cầm nọt ca bạch hết thà nâng thua sạm nạc ca nâng nông sạp đà ni cứ chạp bình thường ngày tìm một phây khai cầm phía chân nằm phí phòn đọc bay cứ chạp bình thường ngày phút tìm một phây khai cầm phía chân nằm phí phòn đọc bay cứ nông sạp đà ni hay đời hẹt phò này bánh hai chụp mục cứ bẹ phòn tình nâng là tập hiếp nâng nông ca đại ông nhầm rác chênh nơi dưới đây xâm rạch và xa chứa thầm mấy lư vì sao lập hiệp này ca bỏ bay cách chấm nào ca đi tệ vị thí để mình toàn bàn chênh bàn đại trạch chia sẻ thập bộ hay một nâng phát đoàn bị tự ca chút tập hiệp kỳ bẹp bọn đồng bày phát đoàn mà tệ dưới bò lưu bánh hà ní ông nhìn ra xong anh chương mình tự bí ca bị cây lục khư xâm phón xong làng bình chạy bằng hai nhằm phi xâm nào xong bậc luôn nâng hẹt phó này cả xâm nào xong bình dịa phê sẽ đạp tờ khay cam xạ xây ở tại giới đất đại ông nhầm đế hạ ban cầm nọt phương xạm nào cá đôi bàn chuẩn điệp chún kháng lớn đi đảm bày bàn phía kỳ nâng xạ thiên đại chuẩn bàn chỉ điệp Bất lục thiên xâm ọc cún bác nhầm xâm này dạy đòi khlây tế bố thay dương bàn đạ xâm nào mùi tại tông tư nâng ca lùm ba đại ca chanh pi ca bằng hành ca sạch đạp xa xây pi nè lục vật thiên nhưng sạch đạp lịch toàn lục vật thiên lịch xa xây xong rồi quạt an làng vinh Excusez-moi, je vais parler. Ba som to ba khnyom nang nige yut chieng nang ba mbañ mbañ khnyom nige tha jeung ban dak som nao chi le da so muay te tong te nang ka lomba pi dael bangko doy ka sdap sa sai phliem phliem ku te se W 665 nang te se W 673 đôi đề tờ lạc bàn rộng lực của mạnh mạnh như hai lô của thiên ca lông bạc thì muối hạ đôi chì chanh pi và thiên đạo bán này ca bị phía xa ngày này thêm một đón nông xàm nà ca ní cứ tha nữ phê lệ dân của phong trăm sẽ đầy xàm ra chờ bỏ chào cơ rõm là bản tòa bị miền tranh đại ca sa đại ca robot tờ là ca cầm pú tệ thông năng visa lập hiệp này ca chấm rác sẽ cái đầy dưỡng chấn ca về dương kết hà ca đáp sa xây tầng oni để dễ ông pi à tại chợ bỏ chân chọp chào nó bà khi nhầm xong lực cứ tham tam cặp vật tới xã xây tầng pi ní cứ chiên nét đại là nâng phát đo xã hội cám tệ tông thần nâng ông hai phòng đáy được chân nế đòi hai thà xã hội cám rồi bỏ phụ cốt lư ông hai có đôi chi xã hội cám lư à tạ chờ rắc tầng pi ní về bẹp bòn khả ní được chân nế chấm bút tờ lá cá, bài hát chia bài sao chia khăn ca để dễ ông pi ông hát hay nâng ông pi tại chợ rắc chôn chọp chào khăn ông pel thèm mùi thèm đồng hãy thưa ní cứ than nâng pel đại ông chấm chấm rẽ ban sầm rách lơ vì sao lập hiệp này ca chấm rẽ sẽ đầy dương ní hơi hãy chấm cứ than thưa bài ní sầm sọp chia bị pro tham bài dương thưa giang đôi chân ấy cứ thà khăn ông ca có hao xạ xây màu bắt đầu khai cam ở lâu ní mình xong hai phần nụ tì
Nhưng cua tại snap rực rỡ bẩn dối ông pi bắt vì sao ông pi bắt vì sao rực rỡ vây đại xã xây tầng ông thị mạng xe lòng cạt đối chân này khi nông xâm nào khi nhóm ní kỳ thà xâm nào xông ôi bẩn dìa pê lực khi nông ca sát đạp xã xây tầng ông ní sân kỳ thà môn nông có hát xông chăm thà sắc khai cam rồi bảo quát có ai bẹp bón từ nâng ông hai phòng đài được chứ nét xong ai trở lại cá trong trăm nơi chùm lệnh đi mà xong ở cùng bà ở cùng lúc sắp đi nhá ta miền mà tay cho bà là bài tế lưu bà nhà này đâm nang sao bên nhà, xong một con lục thiến, xong cột rúp, dương khi ông miền chậm nói lời to, dương tổ tu, xong nán đi chỉ về sạc máy, nâng về sạc bà răng, cà pì rồi xì, chấm hoa rồi bao dương khi ông nút cư thà, khi miền hạt phò là vậy, đại ơi ông chậm lòng chậm rẽ chua sạc xây đại một đo sạc thay cam, lơ pa nhà hà, anh tắt cho đất nô tề. Hồi bản nhà sạc xây này cứ thà việc ai bình dìa trở lời cả bằng hai chắc là ông hai mươi chấm nuôn nó không xin đồng lương xôn xôn vì chưa cả bất dương mình khơi thà bản nhà đại sạc xây này mọc đó sẽ khai cam nút nâng miền phòng bà phô đòi sức đây xâm ra cho bảo ông chúm nôn chúm ra sẽ là đồng bộ nốt tê tô là cá bàn bình chạy xâm ra chú bà rồi mặc hào cả tùy lực môn thà hiện kỳ tới tại triềm luôn nông ca lược lại ngọn pì xâm nông rừng sôn sôn pì đôi đại dương nơi tì ni cạn này nó cứ đôi cứ ni ở nơi môn chân trực đầy dầm rạch khiêu xâm phón cứ tổ tu ca phở chôm nơi nâng ca cho phở cát nông bắt chót nông xâm nông rừng mà chú ta chùm nông chùm rẻ sôn sôn pì anh đôi chân này cạn này nó cứ viết đôi tạc ni lụt tì ba nhà hà ông hẹt đại bàn lược lại bẹp phòn từ nâng chôn trọp cháu nâng tuôn tì rồi bọc phòn đôi đại ông chung nông chung rè là tầm bộ mà mình chạy hỏi vì chìa mù lật than xâm rạp ở dân dô lòng pì đề ca bình chung rương tờ chung nông chung rè xôn xôn pì mân mên bẹp phòn từ nâng cạp là tì gồm nơi tại bản nông nụ tì ông hai cư vì bọn hai ông pì rồi bọc cam bình chìa thập tay nước đầm nà ca dạng mấy xa bàn miền ở vầy khá tuôn tì rồi bọc chôn trọp cháu nì mùi nì mùi nì thua vậy khá đồng bay bằng hai mô là than ở dương dù rồi trên này hai mô là than đằng ở nó cứ nâng chia mô là than còn tôi là bật cho đằng ở vì cho đằng nào là bằng hai này hỏi dương miền cao bị ba nông ca dù thà tạ trở được là bà khoa nông miền ca là phố đô và tôi bây giờ nó bê đạp bằng châu so mà phải mua châu bằng thay tiết được có ọt nụ tể tại nó bê ní mẹ từ vì cà phê cái đấy nó bán được là thả xạ xây nó mọc đo khay cam là ông hai mua chùm nôn chạy lẽ vì mình chỉ bán hà vậy nữa tê dương nhóm mình chùm tỏa tê bà sân bà xạ xây nó cứ quạt mọc bỏ hai ông hai tật nực nông tùm nông dương xôn xôn bí nhóm xôn mình chạy thả dương nhóm mình chùm tỏa nữa tê chùm tỏa xạ xây luôn nì nhóm mình kịch thả vì xa lập hiệp này ឧបករណ៍តកម្មនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះវាមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីដែលសាក់សីនោះមកផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅលើអតចរិតរបស់ជនជាប់ចោតយើងខ្ញុំលើកជាសំណើថាអង្គជំនុំជម្រះគួរតែបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើមានសក្តីសម្រេចក្រោយៗរបស់អង្គជំនុំជម្រះធ្វើឡើង hai person ba miền ong hai na mui thmai lech laung me tvi ka pi kdai yol tha sa sai chang os nu nung mien po da mien thmai da os ni keu tha me tvi ka pi kdai nae te mien sit dak samna som ko hau mok da dae ko pontae khnyom neu tae yol tha sa sai da os ni mun tumnong chea nyei ampi ong hai la vai krau tae atacharat robos lok khieu sampon no te vi mien sa sai phsein tiet dae nyei ampi ti tang bat la meu na knong samnom reung 002
hai đứa trẻ những nhóm sinh ra sau mọi ông chúng mình dùng để bận to sắp sạc xây đại mộc đào sạc cây cam lừa bảy nhà ha tại chợ được bảo chuẩn cho cháu. Lục bộ thiên nhóm sống thời các quạt sống quạt cây muối từ đường lừa vây đại quạt bản lực làng bản mình chẳng đang thay quạt ba quạt đăng rương đi bọc vì na vừa thao bọc cô từng on đi ở ban đạp đòi các làm sầm kê tê hay chẳng những đăng thà ta bị sao lập hiệp này sẽ khai cam rồi bảo quản đấy, bảo quản là thế khi em cứ thắc quậy nhẹ bảo là thà dương mình đăng vì sao lập hiệp này ca chấm ra dịch đây dương quản là phong hay dương mình đăng thành gì bị ăn hai tờ vậy chẹt lẹ nó thế. Sống chơi lục cho cầm sang mặt là vậy. Oui. Merci monsieur le président. Ba som okun lok thien. Ba khnyom ko tha prak ni rasiel ni na jeung mien ka bamphleu muoy teak tong te nang visalapheap nei sakhai kam dai jeung krong sdap nou knong sapada ni. Saksay teang on ni khi nhóm đăng thay dương cầm nát quạt khó hao quạt khó rồi có trâu nó thế tại dương hao quạt thay chia xạ xấy mong là dương phi ạ tạ trả rắc vào chôn chọp chào có phần tay xạ xấy đằng ơn ni à nâng trâu kê chào xâm nú tệ tông thân nâng ăn hết đầy miền nơi khăn đầy ca đầm lạc xoáy hay đầy miền bạc cháu cháu bạc cán thử lưu chôn chọp chào tặng bày rụm ni bạc nhóm sống quạt xâm quạt phong đấy thà xã xây mùi, không chấm làm xã xây tầng ơn hút, có chất xin hát chìa mùi nâng chôn chọp chát mà nế. Hãy đã quát nâng ai phát đọc vào miền tẹo phoan. Tẹo tông thần nâng tuôn nế tí, rồi bỏ chôn chọp chát mà nế, rư cơ bí nế thiệt hồng. Đối chân này xâm khăn ná, bụi bố xa nâng không sắp đá ní, dương năng vị ba miền ca châu rùm tu ban ca châu rùm rồi bỏ lục nôn chi á ní chi ở vây đài là mê thần vi rồi bỏ lục nôn chi ban rịp rõp hay chăng nhưng chăng đang dọc bỏ rồi bỏ nè kháng ca phía đây bỏ lục nôn chi phong đài thả ta quạt chăng ao nì dì em phía vây tự kháng sạp rìa nhá. Ai lâu ní thả sầm nua chọt xua thả ta tự nhiên dìm bị ăn hẹt phóng rư có nhiên tài át tạ trả đặc chôn chọp chào tập bần nông tì. Khi nhóm kết thàn ní chìa xạ xây đài chìa xạ xây đài ai nhiên dìm bị ăn hẹt phóng đài hay đối chứ nét vừa cả là quan mong để dìm bị ông hai phong chẳng biết vừa ao miền phía prai phú chẳng pua xã xây mà trăm đại lục xã lục kia sầm hòn thế vận tải từ đó xã này từ đó chôn chọt chọc xây tiệt phong tâm năng tập nhà sầm cấn lục trai cầm là vén dương chặt tục thà xã xây nước chỉ xã xây một đào sạch cây cam ông bia tại cho đất đại xa tại medica phía cái đấy chỉ nhẹ cầm nọ được chứ này nơi cứ nông nếu cứ chỉ cần này dùng cầm nọt được này nhưng khi ông xong làm lắc đo ăn chân luôn chúng ta thả phía kia để bàn đạp bàn châu na xong xả xây xong rạp xong nông lương xong xong pì chẳng mũ môn pê cách làm nà ca bằng bài để vị thi môn chân nam pì bằng bằng pì nà pê nu mê tử vi ca phía đây kia xong phón nâng phía kịp xây tiết bàn đạp từ đây xong khai bằng pì ông hết đã xả xây nâng một đoạn thật khai cám tờ lơ xâm lòng rương xôn xôn phi chẳng mù đồ chân nét nơ bê đài ông chung rung rung rè xua thà nhóm ban bò đời miền nông mô phì na nú cứ thà nhóm mô tờ tu mô phì xâm lòng rương đài mê đời vi cao phía cái đây nó chân nét đạc đòi của lồn ai xâm lòng rương nét viên bản ban bò đò chìa hạt phòl nà môi bằng hành thà xạ xây chẳng ngọt ní một đoạn thực hiện cam từ ông hai đại biểu bằng cao chia phần nhà ha sầm đập vì sao kiếm này sầm lòng đơn sôn sôn tì nửa tì từ sân bà ông trường điểm rẻ sầm rạch thà đập sạ xây nít cu để đập giờ bỏ tì hàng mệt vì cao tiệc đây phòng tử có phần tay bọn miền đặc nhiệm bà nó cứ dọc chân một tì xịt đây bọn nia rồi bỏ
đây bọn nghĩa sẽ làm phí xa xây nâng nông nông rương rồi bỏ mê thì vì cả phía cái đầy kiểu dòng phong được chứ nhưng dù khởi hình thả sẽ đạp xa xây rút nít đối chứ mình miền bà nhà hà vầy tê nở bên này. Còn cho khang mê thì vì nó mốc đồng năng đầm đang rõ bình ní. Bạn xung cổ rút lục bà thiên, lục lục xây cho cọm xa bà nạc cả trong mũ. Nhưng nhóm dù thả ca sẽ đạp xa xây ní, cua tay bằng to rất xa nơi cao bạch hạt đất đá đời xa thà tuột chìm miên cả xa nào xong mà miên cả bạch chú lòng hẹt bạch thèm đa chìa mình tì xong phải mùi cả đó có vì mình nôm ở miên cả bài bùa chân nơi khôn nông sức gây xâm lạch trong cao rồi bỏ ông chung mình chung này đây hơi ca sạch đạp ní được chứ này ca sạch đạp ní vì ai thư ao tầm nào cả từ mục này sau nào cả nó cần từ trên từ mục bán hay miếng tiết cả bây giờ còn lỏng mục miền trên anh rồi mà hay vợ sinh bà thái dương nơi tại bây giờ to tiết vì anh ông bạn có đôi những xã xây được đầm đồng rồi về nhịp xem tiết đấy cả bây giờ nơi tại bây giờ to từ mục tiết hay nom ao giờ dẹp bên này sau nào cả cần được cần tại bây giờ từ hay để đời sang sàn phim sốc phim rồi chun chọp cháo miền cao lục ba giang được chưa dương cua tại kết âm pì tham mình cua phải pru chụp sao vậy cà phê chan này cà snap sạ xây trong pì rung thì xong ở quân lục thiên quân cho mình vì pì cầm tiền mình vì cà phê đây lục nôn chía miền bắc tây bao lâu vậy chứ. Mitri Victor Cope Somakun Lopatien Nakanong Gamnakani, Yung Kim and Minmate Yubalte, Yung Kim Kompong Tai Rip Chom, Banji Satsai, Jibis Satsai, Danny JMP, Tajarak Rosan, Bakyum and Yoman Kote, Katachat Potkam Naku, Trum Tangai Sok, Luchan, and Sok Yun, and that's a day, Son of Tan, Pepwan, the Nung Satsai, and Peter Tajarak. Thà ta sát xây được ổn nốt là lo trầm ổn trầm cầm đặt ổn hẹt là khá được chứ này hơi dương khi nhóm kết thà nợt ngày sốc dương nâng cổ rút tạm ca bạc rì chạy cầm nốt nốt đại thà nâng bằng hai ảnh sát xây đại cổ một có hai một lo thầy cầm phí tạ chế đất nâng bằng hai ảnh ổn hẹt để quạt cổ nâng một lo thầy cầm sau một cơ lục thiên. Ở cùng cho mình vì cà phê đây lục yên thử ý biến bởi tệ bảo là bởi tí. Xong cổ lục thiên, xong cổ lục ca, nhưng khi em mình ạ thả thị bài ở vầy lưu chấm lợi như thế, xong ạ con. Ạ con. Xong chơi lưu chức rộng xong mặt, là vậy. Mà lục thiên đảm bày ở chỗ bà lo chẳng phù hợp mê thầy vi ca phía đây rồi bà lục nôn chiến ta khá chỗ bà lo hà rừng nấu đã thả xạ xây bà đo sky cam lư à tạ chờ rạc nấu ai thật bàn kì cháu xùm nú lư bẹo quán nâng tu nê thị rồi bà lục nôn chia đại rồi cơ át hay bà khá nông cạn này nâng cái ta bà tạm dừng mơ thức nôn chia quán mần miên vào thầm miên thê nếu bị không sao đã nâng tá mẹ lục mẹ thử ví ai chuẩn bị chun là cá thà tá lục nôn chia quạt lẽ băng sơn đại tư thế ai lời phi nâng tiết khi nhom xong bản tham tha sầm núa nó mình trao từ lơ từ trăm từ từ tuần đầu tiên được bao chun trao nó thế ai xua từ đào ăn hai tầng ót đầm miên nè riệp rộm nơi khnông đại ca đầm nọ sài phong đài Mr. President, I think our business may be lúc thiên chung ho rồi bọc nhom nè bên đấy thay cứ thay dùng nhom từ chợ che như vậy chỉ mùi nâng con đây bọc nhom sẵn thà ta chung ho rồi bọc con đây rồi bọc nhom dạng mệt person bà lược bà nhà hàng đi ở nhom nhẹ bà được chứ đấy cứ thà khỏi nhom mình toàn màn tìm phong cứ nhom xong về tục trong ngày sai bật từ nhom chung điệp chun bàn.
Sôm chơi. Mẹ thầy. Sôm cổ rốc lục lục sợi chai cọm lục bật thiên. Ôn lục lục sợi chạc ôn nơi khu nông một tốp sạp nạ ca nâng cài một tốp sạp nạ ca. Phật xuân bạc nhóm dù mình khó trong phi dù tạch sát nơi chung phố mục tòa lạ ca ní nâng tòa lạ ca bạc xe. Sạ xây đài mục đào thầy cam ní cứ thà dù tạch thua thầm đạp dù nông ní cứ nà trời bà đào ông hai đài bẹp phòn. Đối chứ nên nó bê đầy dương có hai sạ xây ông phi tạch chá rắc. Cứ chai cọm miên sát xô xùm nua cổ rốc tàng ôn. Đại bẹp con đang ăn hết nơi con ông để cao đầm nó sai nhóm vô lịch này. Lớp bình ní, cứ phía kịp xe anh tiết nó có đôi kia đá kháng xạ bởi nhà, nâng kháng đàm đang rộp về ní, tam chế bắt nhóm vô lịch này. Bởi sân bạc nhóm vô khó. Bê về liên ní, cứ tha cô tại ông nhìn luôn chung rác bằng chạy. Chúng dự nhóm rưu có phía kịp xe anh tiết bà sân chất lõ nó cô tại bắt đầu ca bình vô lại nhóm phong ông bì bà nhà hà xạ xây đại bà đò ông bì đò xa khai cam bì xa khai cam nếu thà ta dừng ai xua xùm nua tâm cầm đất nè. Thông tin đồng nàng hỏi bình nhá. The President, Mr. Co-Prosecutor, you may proceed. Đồng nàng xa bình nhá. Nhi dây làm bây ơi, nhi dây ở Clay. Dương chôm ai cập hiệp. Dân khi nhóm ai cập hiệp chìm mùi nâng ở vây đại lục cản bác tước tài lực lạng bánh mây ni. Sạ xây đại đoàn đại nôn một trong phố. Ông chung nông chung rẻ ni. Tụ bây sạ xây đoàn sạ khay ca mầm phì. Tại trẻ đặc cơ đói cứ tha ông hai đại bẹp quan xây tiết của dân ai xua phòng đài. Khi nhóm kịch tha phía kì chìa nhẹ. Thua sạc đây dầm rách. Tha ta sức đây thầm rạch, thà ta bỏ bóng sức âm miên vọt âm miên rước mần miên vọt âm miên nâng bê đại sạp xa xây rộng này. Được chứ này, mình thà cả riêng rộp nó nâng cầm nọt hai đập chấm lõi rước có nâng đầy này nòm xây tiến nông tế cứ bị bằng hai nhằm bị ông hai đại sạc khay cầm xa xây nâng một lò sạc khay cầm. Nhưng cái nhóm cứ kết khơn thà cả đó đây thầm rạch miên vọt âm miên mần miên vọt âm miên nó cứ chia cao tầm đại đồ bọc phía kỳ đại biểu phân tôi bây giờ dừng có hai rồi mình có hai xã xây nên một đo thì khai cầm cái đòi. Just a clarification. Chào cầm, làm bây bà chạy bằng phương về bàn cho bà thằng học này. Nhưng kết thà, dừng ai cái phía này thà xâm nô biểu phân, ai xua bàn thằng học. Xâm nô ná đại biểu phân, cứ việc xảy ra là vì sao là phiếp. Nông ca cầm nót là vì sao là phiếp này ông hai đại dừng xa lạp. Bà chọc bón cứ tha ông hai chàng mua nó cứ tha ba ca chọc bà càn. Đối chứ này mình còn đã tha dịch đây xâm ra cứ bàn đồ bọt là cầm bố cứ bàn lực lại mình chạy bằng thay tay bằng nó. Nhưng khi ông bàn mình chạy hỏi tha ông hai nào khác đã trời đập. Đối chứ này hỏi ở vậy để dân ngờ bê ní đập nở bê ní cứ tha việc bẹp bọn ở nâng phò ăn ở phía bì dịch đây xâm ra tổ là ca cầm bố. Dương bàn đăng cho bà hỏi ông bì vì sao là phiếp này xâm nồng rương xôn xôn bì. Hỏi tôi là các cổ phúc lòng tay bằng chạy bằng thay tay bằng nó. Cứ dương nhóm phương giảng là cái đó chia dương của mọi miền cả phần dìa phế. Sức đây xâm ra cho bà tôi là các cổ phúc nó cứ tha. Cứ vì ai nuông mọi miền cả phần dìa phế và sân bà dương ăn ở vọt bình tĩnh tại một đó nụ. Cứ tha thua dạng nào đó, dương chia dìm xoa cũng như kết cảm khăn prang prai được bỏ dương được ọc nìa. Đâm nàng sạp đây nhá. Trong lối to tên nàng xâm nùa ní cứ tha đôi đại dương bàn sạch đập sạch sạch xây chỉ trả rồi mọc hói nàng nông xâm nông rương. Ní cứ tha dương đăng hói ông hai chàng múa cứ ba ở dương xùa. Hồi dương có bàn đăng đá thà xạ xây một chùm nôn nó cứ miền vầy chùm ná. Đối chân này hỏi cứ dương ai xua quát lừa ông hai chàng mu tầm đông nực nông xùm nông rừng xôn xôn phì dương có bàn thua được chân này chùm phô xạ xây chùm niên phong đá đài một phì bò đất tê. Đài ông chùm nông chùm rẻ chanh đề ca bằng quát thà dương ai xua ông hai nực nông xùm nông rừng chàng mù. Vì thế là dương ai đầm ná ca tập bàn ấy cứ thà xạ xây nó ai bắt đầu thật khai cam từ lờ ông hai nước nông vì sao là phía này xin nông vương xôn xôn tỷ. Đối chứ này hỏi và xin bà xạ xây đại dương cơ đồn nóng sạp con này. Một phút đó sạ khai cam thà tràn rồi thằng ngày nó cứ thà dương nằm bằng bài quát có phần tái. Đại xa tại xạ xây rụng này cứ chỉ xạ xây bắt đầu
ສັກໄຄກຳອັມປີອັດຕະຈະລັກໃນອາກັບກິຍາຂອງຄິວສົມພອນໄດ້ອົງຫາຍທັງນີ້ຄືວີແປປອນປະສົນວ່າເຈິງພິຈາລະນາຕໍ່ເລືອກພິສາລະພິບອົງຫາຍໃນຂອງສົມນົມເລື່ອງສົມສົມປີໂດຍນັ້ນສັກໄຊຮູບນີ້ຄືມັນແມ່ນມາປ້ອນສັກໄຄກຳອັມປີຢູ່ກະຕະກຳຈະແລະນຸເຕຂ້ອຍຍົກຈະຫມູ່ນັ້ນຍົກສອບຈະຫມູ່ນັ້ນອັງຈົມມົງຈົມແລະໄດ້ຖ້າ យើងពេលខ្វះសាកសីមួយចំនួនគឺយើងឲ្យមកប្តីប្រឡោះសកម្មអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយប្រសាទប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមជាដើមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គយើងបើកឲ្យសួរសំណួរទាំងអស់លើអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនឹងសំណុំរឿងសំណុំពីក្នុងករណីលើកលែងមួយចំនួនសូមអរគុណខ្ញុំចេះលោកមេធាវីអឺយោរ៉ាមេធាវីលោកលោកស្រីចៅក្រុមយុតិក្រុម ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយបង្ហាញអំពីមតិយោបល់របស់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងតំណាងសាធារណៈគឺចំណុចខ្លះទៅវាមិនពាក់ព័ន្ធតំណាងសាធារណៈគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្រមួយខាងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយញុតវិធីរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំជាសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងខ្ញុំជំទាស់ឬមិនជំទាស់គឺយើងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការសម្រេច វាអាស្រ័យទៅលើវិសាលភាពក៏ប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកចំណុចទី1វិញហើយហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងដឹងវិសាលភាពអង្គហេតុដែលសាក់សីនឹងមកដល់សកម្មនៅពេលនោះក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងអាចសម្រេចបានថាតើយើងនឹងសួរសាក់សីនេះយ៉ាងម៉េចយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងហៅដាក់ឈ្មោះថាសាក់សីអត្តចរិតចឹងវាគ្រាន់តែជាដាក់ផ្លាកឈ្មោះឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយដែលអង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ដោយដែលថាបញ្ញាគាត់ក៏យល់ដែរ ហើយដូច្នេះប្រសិនបើវិសាលភាពនោះនឹងមានលក្ខណៈកម្រិតនោះគឺថាយើងនឹងធ្វើការសម្រេចនិងបង្ហាញជំហររបស់ខ្ញុំអំពីការសួរដេញដោលសាក់សីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសក្ខីកម្មដែលសាក់សីនឹងមកដល់សក្ខីកម្មនេះគឺគ្មានកំណត់ដូច្នេះវាខុសពីអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកតំណាងថាបញ្ញាដល់មិនដឹងរាប់ប្រវេណីមេតាវីការពារក្តីគឺមានសិទ្ធសួរ អង្គហេតុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីរបាទដូច្នេះមែនគឺយើងនឹងមិនស្ដាប់សក្ខីអង្គជំនុំជ្រះគួរតែមិនស្ដាប់សក្ខីកម្មគ្រប់សាក់សីទាំងអស់រហូតដល់ពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមុនយើងដឹងហើយថាសក្តីសម្រេចមួយចំនួននោះគឺអង្គជំនុំជ្រះឆ្លាតដំបងក្រោយមកតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើបញ្ហានេះដូច្នេះនៅដែរដូច្នេះយើងត្រូវដោះស្រាយលើបញ្ហានេះ អរគុណសូមជើញបាទលោកបន្ថែមខ្លីទេបាទបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលអង្គជំរះបានលើកឡើងហើយនឹងសាភិតារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនដោយសារសាព្រះអញ្ញាសុំឲ្យយើងថាសុំឲ្យបន្ថែមមន្ទីរសុំ21នេះ នេះដោយសារតែអញ្ចឹងអង្គជំរះត្រូវតែយល់ស្របនោះទេសូមឲ្យសំណើនោះសិនវាជាភាពតំណាងគ្រប់គ្រាន់របស់ដឹកការដំណោះស្រាយដោយដែលលោកស្រីចៅក្រមបានលើកឡើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់ដូចលុបចោលទាំងអស់ដូចចំណុចចាប់ពីចំណុចសូន្យហើយចាំសេចក្តីសម្រេចនេះសិន យើងក៏យើងមិនតាន់ដឹងថាតើត្រូវកាត់ជំរះសេចក្តីលើអង្គហេតុទាំងអស់ឬក៏ថាកាត់ពង្រួមវិសាលភាពបាទអរគុណនៅមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានលើកឡើងបញ្ចេញមតិយោបល់លើបញ្ហាសំណើសុំពន្យាពេលសកម្មភាពស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនដែលបាន ស្នើសុំពន្យាពេលនៃការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសកម្មភាពដែលអង្គជំរះគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃពុទ្ធទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះហើយដោយសារបញ្ហានេះត្រូវជាបញ្ហាបន្ទាន់មួយហើយដូច្នេះហើយទើបអង្គជំរះស្ដាប់នឹងមតិយោបល់នេះរបស់ភាគីដោយសារវាពាក់ព័ន្ធផងដែរទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងដែលធ្វើសកម្មភាពពិភាក្សាលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាបច្ច័យនៃ សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំរះសាលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសារទុកព្រៀងរបស់អង្គរបស់សហព្រះញ្ញាប្រឆាំងនឹងដីកាបំបីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជំរះសាលាដំបងនេះ
hay bản nhà này cứ ông chủ đề nâng bị giả rồi na, xâm rạch chạp bằng phốt bị bố thà bê bì lía trở tài phương trình đề bị bố đọt ngay phốt cứ khán xa ai này hơi hay mình mến thà đọt ngay phốt bàn trở chơi xa xây mở tê cứ dương thua chơi bằng toán bị bố trở bàn trở cả bê bì lía xong trọp mẹp ai ông cập hiếp ngọc bìa xa xây nâng nạ dùm nế nhưng từ anh chơi anh có tự do con tạm một số bài đại miên ở bộ tổ cò này một căn thì cái này bắt đầu từ khi cam đi trong căn này tôi thì vẫn cứ dương nâng tầm lại lực bàn hàng này hay phía khi nâng bàn chỉ điểm hay lực bàn hàng này và chưa bật to ông nhìn ra tầm bật to cạnh phía xa lực bàn hàng chưa bật to tiết hay bàn hàng này đại ông nhìn ra bạn đã sau ở phía khi bắt đầu mà tự dựng bó cứ phía khi chẳng o tại tận tận nâng các bằng rít sao lập hiệp nam muối nơi sơn đông rương đại cục bông nơi chưa sầm ná sôm lục lục xây bằng hai nhầm pi chấm nôn ai cả xá chấm nôn xạ xây chấm nôn nẹt chấm niên nâng đa mà đăng gặp đạo vinh ní ta ở miền chấm nôn bột man đại rùm bình châu trang các có hai bậc cul đại ban đập sắc khay cam rồi hai phong đại trời ơi đặng rồi có hai đầm bay chia ca còm trớ rước phật sai châu nơi sầm ná sôm tiếng ni ta ở nơi pi na chỉ cả bộ trạch chấp ra bằng phốt đâm bay ai ơi lục lục trầy điệp chom luôn đâm bay lực láng đừng bằng hai ông pi ai cả sa bằng thêm chẳng ní nơi khnông sạm nà cá pro san ba chỉ chẳng bạch và tổng bộ đạo vị thi ca chun từ xã pi nhà môn phi kỳ a chết này đường cái đây đâm nàng xã thị nhà sau mà cún lục bát hiến khi nhóm nâng loi top ta nâng sầm nua đại bàn lực lai nơi nông sầm nua ti bầm môi nông đục sa rạ rồi bỏ ăn cho nông chủ rẻ chia bát thóm khi nhóm sầm lực lai ở vậy đại khi nhóm nâng bằng hang chun ăn cho nông chủ rẻ cứ bẹp con để nâng ai cả sa bàn thaim xã xây bàn thaim đại đầm rơ ơi một loạt cây cắm, person và ông so mà phải mỗi trời ban bận cho bận thay được nông ca trong nông trồng rẻ này bên này chia đồng bông khi nhôm sôm được làm bình ban nhà ai cả sa chuyên môn khi nhôm sôm chập đám đòi cắt sôm qua thà ai cả sa phía trên tranh một vì so mà phải mỗi cứ ban đặt bận cho nông ông bạn sôm pon rồi bảo dưỡng trong nông pi cứ ông bạn sôm pon làm bốn cứ chấm lòi ra được tiếp bệnh chi cấp thầm lắp nâng bệnh chi nhạc tù hồi ông bà thầm bọn tí đóng cứ có chia chấm lòi ra được tiếp ai xa thầm ổn cứ bàn xin nào xong đã cho đòi ông chủ nông dự kết nâng xong nông rương xôn đòi hạp về nhá nâng xong nông rương xôn xôn tì khi ông xong cấp xong qua thà ai xa thầm ổn trời bàn tờ tù qua tờ tù dốc đòi ông chủ nông dự kết xa là đồng môn rồi mọc hồi chấm bố bà thầm bọn tí bàm buồn nhưng khi ông xong bệnh cứ dương khơi tham miên ai cả sa bay rồi xàm sập làm pi nực nồng bạc sầm pon làm buôn đại miên chậm lại xa đập tiếp nâng ai cả sa trên tiền ai cả sa pi rồi chieng nực nồng chậm nóng bay rồi xàm sập làm pi nít cơ bản cầm nát lấy ơ đòi on chậm nồng chậm rồi rồi mọc hỏi hỏi ai cả sa sai sập tiền lúc cứ tham ban đạp mình chôn nực chậm buôn mọc on chậm nồng chậm rồi phong đại chậm buôn bạc sầm pon thì đom dương khơi tham ai cái sao chúng ta được phía bay rồi bầm bay đại ông chúng mình chúng ta bàn tự do rồi một hơi hơi còn miền lệ cầm nọ cầm quả phong đài hơi ai cái sao ní mà rồi chúng luôn mà rồi hà sập tiết từ cả đại nơi chúng phụ đại công phu đại rong chạm đại nơi chúng phụ một ông chúng ta ai cái sao đam chẳng o đại trên một pi so một pi muối nó cứ miên và hai chia pi rồi đôi chân ấy ai cả sa pi rồi nó cứ chia ai cả sa tập thể tại muối nút tê đại ông trong đó là đồng bốn bàn bị chà nà rồi hai pi kịp xây tiên có bàn bò trẻ thấy có hai từ tua vô đại ông trong đó là đồng bốn phòng đại đôi chân ấy ai cả sa chẳng lại đại dương nhom thà nâng đặng nơi chấm phù mục ông trong đó bản thân ấy cứ việc chia ai cả sa tập thể đôi tại nền nút tê nhóm sông cát sông qua nơi chấm đất mua chấm nón xây tiệt đòi cùng chăm bách ở những giai đoạn pi pro vật chẳng mua nốt tệ ăn chấm nón chấm rẻ bàn chơi đẹp rồi mà hai sẽ đây
sân đồ thang rồi bỏ dương cái nhóm nó cứ bàn lực lại ông bì chậm lâu rồi bỏ xây nâng bằng đăng xây đại dương thang nâng vô một đạc châu chìa phật tàng bà sân bà xong một phây môi trừ đạc bằng châu nâng nông ông hán nó cứ tha miên chậm lâu xây xây tiết đại dương xông đạc bằng châu phong đài có bằng tay mình miên chậm nôn trả ơn tế bà sân bà dương priếp thiếp lưu ai kia xa rộp từ trên này hao dừng chặt tục thay ra đại sơn la sơn mình thay nick nông cạn này mình châu sơn mà phải mùi nít cứ tha ai bẹp qua nông sơn mà phải mùi nhôm sơn lực làng phong đại miền ai cả sa mùi chấm luôn xây thiết đồ chia rụ thọ nâng ai cả sa xây xây đại dương nhôm sơn đặt chấm nơi chấm phù mộc ăn chấm luôn chấm đẹp phong đại nít cứ chia ở vây đại tha dương ai thua ai đầm nà ca ni lươn hai phần sơn bà ăn chấm luôn chấm đẹp chân đề ca bằng khoa sầm rạch thành bánh châu so mà phải mùi nút ăn chun nôm chun rẻ cứ cua tại đọt dạ pe cầm nọt mùi clay cứ ai đập thằng ấy từ đập ngay từ đập buồn ngay đầm bay ao dương bằng hai nhầm pi ai cả sa bằng thái sầm rạch đặt nơi chụp phu mốc ăn chun nôm chun rẻ cứ đập từ đập buồn ngay dương chun sầm dạ pe được chưa này được chưa này nếu cứ bẹp phần đằng ai cả sa nhà ai cả sa này cứ việc copy cả đó là cái cam rồi bỏ sạc xây được chưa cứ cả bằng hai để lựa ai cả sáng này cứ việc chia vị trí sáng mỗi đại thai dương trâu thua đời muốn đại dương trâu bằng hai nhà ai cả sáng này từ tam cao cầm nát rồi bỏ on chum rẻ chấm phu ai cả sáng bẹp con đường sạc xây cứ dương đường ăn uống từ tam để cả bằng quạt rồi bỏ on chum rẻ dương nhom trim khuôn rồi chỉ sạch nơi bề đại ông chung mong chung rẻ chập đàm đập dạ xây đập ông hai cho mà phải mui hỏi dương nhóm nâng triêm ai cả giá nâng dạ xây rồi chỉ sách làm bày châu rùm sau đó phát tàng lời bà nhà hà này bà nhà hà tìm bí chung phu ô chung nguồn dạ xây vinh mà đo đại dương nhóm xin là tha ôi một đo giật khảy cầm bạn nhà ha sạch sẽ này cứ dùng bàn bị phe xa kia từ bên từ mô rồi viên phe kia nó ăn chấm nè ăn chấm nôm chấm ra rồi một hồi hồi nhôm xôm chập đai lực lang là pin ít đòi cọt xôm qua thà bạn nhà ha sạch sẽ này cứ lực lang đòi ăn chấm nôm chấm ra nơi nông pe đẹp chấm sao vậy nào đẹp chấm khai dạy hà cho năm pi pon đập pi nơi nông pe nú ăn chấm nôm chấm ra bàn chân anh sa rồi nè cứ ai cả sa ở pi đọc làm bài cho mỗi cho ngày thì bài khai chạy hà cho năm pi pon đọc pi đại bẹp pon đơn năng ca sơn sâm lo bảo thà về nhà bằng cho công rích bằng visa là phép cho nông rừng này công rích visa là phép này ca chung nông chung rẻ nước non nông sản nã nông ăn chung nông chung rẻ ban bằng chạy thà nhung sâm đọc sòng sòng đấy cả thà khăn đọc mỗi ban lực lang thà ăn chung nông chung rẻ sa là đồng bố ban đằng năng ăn uống nhà chấm pua cà bùng rít này cứ sắm đại lơ so mà phơi muối năng trường ai cứ năng tự tu cho bà nhà này bản thay từ lơ mua là than ốc là cám đại bàn bẹp on từ năng bà nhà này hơi đòi dương bàn pizza là từ lơ cái sập làm muối lơ làm bì dạ ông chủ mong chủ rẻ nâng mình đáp xã xây được phía kỳ nạp xên cài bì so một phầy muối nâng trường ai nụ tê nông cạn này bàn bình châu chủ nội nì cài mô cư miên ca bằng hai nâng ca xoay to bì khang ca giả lại xã phía nhá hòa dương kinh cầu bàn bình chạc phong đai ta miên phó tăng tràn đài bàn một bài bàn đào chun bẹp bọn nâng so một phầy muối nâng trường ai đối chân này hỏi dương kinh nhóm kết thai bì miên phép chăm bách nông ca sắp xa xây mùa chùm nôn tôi bẹp bọn nâng cả nâng này nì chùm hồn bọc dương nhóm cứ nâng đọt đài tại bọn nô dương nhóm xôm lực lăng thà phó tàng mùa chùm nôn bì xa xây trâu tay mộc trâu tay bằng hai nâng nông tổ lạng ca bọt tổ chế bì xe chùm phù bọc cố đài ai nì dây dòng bì đầm nào ca xô mà phầy muối thua dẫn nì cứ đầm bì thiền ni thà xàm nà ca xa thiền nạ nì ăn ai bà lạc phép ai hạ bề nhá nì thưa ca bằng pin mình túc nâng ca bằng hai họ tàng được chưa nè khi nông pe đại dương ai cập hiệp
ខ្ញុំថាផតតាំងជាច្រើនបានស្ដាប់រួចមកហើយតកតងទៅនឹងសូមការទទួលយកចម្លើយរបស់សាស្ត្រស័យដែលមិនមកដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងតុលាការខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកអង្គជំនុំជម្រះឡើងវិញថាគណៈដែលសិក្ខាស័យសម្រេចរបស់តុលាការគឺថាសិក្ខាស័យប្រកាសដែលមិនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតិចរិតនឹងកាយវិការរបស់ជនជាប់ចោទនោះទោះបីសាស្ត្រស័យមិនមកដល់សិក្ខាកម្មក៏ដោយក៏យើងអាចទទួលយកបានផងដែរដូច្នេះហើយការសម្រេចទៅលើសិក្ខាស័យប្រកាសចម្លើយទាំងនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើវិសាលភាពនៃអង្គហេតុទាំង
ដូច្នេះបន្ថែមទៅលើអង្គហេតុដែលដូចបានផ្ដល់ជូននោះគឺថាមានសាក់សៃ៤អ្នកផ្សេងទៀតដែលយើងខ្ញុំជឿថាអាចមកផ្ដល់សក្តិកម្មតំណាងឲ្យតំណាងនៃសម ទៅលើឯកសារនៅស.28គឺTC W698 ហើយសាក់សីមួយទៀតគឺTC W P32ដូច្នេះសាក់បុគ្គលទាំង4រូបនេះគឺថាគួរតែស្ដាប់ចម្លើយបន្ថែមអង្គក្រុមជម្រះគួរតែស្ដាប់ចម្លើយពីបុគ្គលទាំង4រូបនេះបន្ថែម ខ្ញុំ សូម កត់ សំណួរផងដែរថាក្នុងពេលរៀបធ្វើសំណើការរៀបចំនោះអង្គខាងក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានសួរថាតើមានសាក្សីណាដែលក្រុមក៏ហៅមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មស.21ខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីអៀងសេរីនិងខៀវសំផនគ្មានសាក្សីស្នើឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងស.21នោះទេខាងមេធាវីនួនជាបានស្នើ សាក់សីមួយចំនួនច្រើនដែរនៅពេលនោះគឺសរុបទៅ 36 សាក់សីឯណោះនៅក្នុងនោះមានសាក់ក្នុងចំណោម 31 នោះគឺថាមាន 4 ដូចគ្នាទៅនឹង សាក្សីដែលខ្ញុំបានស្នើអំបញ្ញមិញនេះ ហើយ 27 ដែលមេធាវីកាលពីក្រោយនួនជាស្នើឡើងនោះគឺថា អង្គជំនុំជម្រះក្រោយពេលពិនិត្យទៅគឺអាចយល់ថាមិនចាំបាច់កោះហៅមកទេក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជានោះបានស្នើសុំអ្នកដែលជាចិត្តសាស្ត្រនោះពីររូបផងដែរមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្នុងហើយនៅក្នុងនោះអង្គជំនុំជម្រះក៏បានសម្រេចផងដែរថាបុគ្គលទាំងនោះគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុ ដោយដែលអង្គជំនុំជម្រះនៅសម្រេចនៅក្នុងសំណុំរឿងស.01ប្រហែលជាមេធាវីការពារក្តីនោះអង្គជំនុំជម្រះអាចបង្កប់ឲ្យមេធាវីការពារក្តីពិនិត្យមើលបញ្ជីនេះឡើងវិញនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចទៅលើបញ្ជីសាក្សីដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមលើកឡើងថានៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងពិចារណាទៅលើចំណុចនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងដូចទៅនឹងការពិលើកមុន ហើយយើងឃើញថាសាក្សីមួយចំនួនតូចដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញនេះគឺថាត្រូវតែកោះហៅឲ្យមកផ្ដល់សក្តិកម្មបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបញ្ហាពីរទៀតដែលខ្ញុំ
trâu lực lắng đôi khi nhóm bàn chùm điệp chú này hạt phòng mùi nó cứ dương dương sở rộp thà xò mộc phây mùi ai xâm rạch ở bàn là ha chúng mình phải hạt bàn là ha đôi xa thà miền phỏ tàng chả nát đè tù là ca trâu bậc xâm rạch ca sạp sạc hay cầm cứ thà dương cơ trâu dương bàn dạng hỏi năng cơ trâu hạc đích mà xô sạc hay cầm đọc phi thứ ngay nâu có nông bật tốc xâm rạch ca nê dương lực sạc hay cam rộp bò nôn chía đại bàn và đem chấm tha đục như dây tham miên ca đọc đồ ai cái xa nên là việc đục nâng nôn chía dương còn lư ông pi pa nhà có xuống ca bò tê cứ dương bàn như dây ông pi ca đăng lư rộp bò yên sơ ri chấm phút chấm lái xa rộp nâu sò một phầy mối nâu cam mà pi ba là chắc pi có xuống ca bò tê này dương có miền bồn miền vẹp bòn màu pi phù một phía đồng bòn xạ xây tầng ngon lên cư xạ xây trò ban kỳ hao oi một phần ông bình hai có bạch luôn tầng hai kê ban rô khẹt tạ xin nhanh nẹ đầy kỳ trâu hao màu ní cư nâu xò một phây mùi dì dương nâng xua ông pi tu nền ti nâu xò một phây mùi tu nền ti rô bò chôn chọp chào tẹt tuông tu nâng một tí xò nâng xò xò một phây mùi ní đôi chân này ông chùm nung chùm rẻ mình mến còn thể bàn thể tuôn nó ai cứ ra đó chả ăn tiệc tuôn tôi đang xò một phầy mùi thế phần tay ông chùm rẻ có bàn sẽ đạp sạc cây cam dạng chả ăn mà hỏi đây đôi chân này dừng nhom chưa chạy thà dừng ai nâng chùm nung chùm rẻ tôi lơ bàn nhà xò một phầy mùi ở chạp ra bàn chùm này chùm coi được nhom xong lực làm phòng đại cứ xò đò nhom xong ở cả đò cả pan phần man pe rồi chùm pu cá đạp sạc cây cam sạc xây từng đi bất bị sao đại dương lọt ban tổ tuôn nông nông tổ lạc cá này cứ xạ xây ai đồng đòn xạ khay cầm ban chạp thế dương từ tài bệnh chập nô bệnh chi xạ xây tẹt tuồng từ nâng ca chấm liệt project chun đại dương ban chơi rơ rồi mà hai nô hai cứ miền chấm đồn xạ xây sờ rộp đập bầm bẫy để bàn đo sạc cây cam chạy tôn tôn nâng ca chụp liệt đòi bộ khóm nô đồng lạc kì tù môi đường tí pì hà dì bân tới dương tập trẻ bàn sạp sạc cây cam lờ ca chụp liệt này bọc đọc bỏ môi thường ngày thì đối đây dương chấm bàn lực làng phì khẳng đào mà hà dương chấm chú chạy thác ông chùm nung chùm rẻ ai cầm nọt ca bà chạy nô khu nông ca sạp sạc cây cam sạc xây thằng này nó không rời dạp bê tại khá lây bàn hơi thì họ đôi chỉ xã xây bẹp con tuần nâng bánh hạ bộ tuôn bộ chữ đấy cứ dược trong bàn sân thà xã xây tầng phí nâng xu tay mùi thường ngày mà nét mùi thường ngày bàn hai dược trong dược khởi thao về chọp sọc group hai miền này thà ở cân tạm nô tuôn bộ chữ đấy cứ thà ai xu xã xây phí nít tại con rồi dạ bê phí thường ngày hai ai xò một phí mũi dược trong sân thà ôi xu bàn dư bàn tách đòi xa bánh hạ xò một phí mũi về smoke smile chiền sao xong đọc mùi thường ngày miền sạp nà ca đọc mùi thường ngày sản phẩm xô xạ xây lên xò một phầy mùi còn đôi chia ca xô xạ cây cam rung chẳng ca xô xạ cây cam tôi lựa địch phòng đẻ xâm nào xong đã ai cơ xa bần thay em tiết cứ thay ai phơ ban chạp ra hà thế đòi xa thay ai cơ xa phía chả đám phía bẹp con tôi nâng xò một phầy mùi ban tôi tu lạc phân ông xâm lòng rừng rồi thả hơi đôi chân nét xạ xây thì ngó nấy ai xua clay clay thế cứ tha ai đang chậm nay pe về lìa bàn chỉ đang khi ông ở dưới khơi tha nấy cứ chỉ chậm lại mùi đặc khi ông bàn chậm lại tàu nâng chậm lại tiệp mùi nấy xong ở cùng xong chơi just one point of khi dân chăm xong ở bên trại chăm loại mùi tới phải chia sẻ với đại nhà còn ai chuẩn bị mọi dân khi nhầm bán dân nhầm đằng thà dân trâu miền miền xa xây pram hay là nước bột từ luôn đằng đôi phòng kết bị ôpa sầm pon cùng bún nâng đọc đề thà ấy lâu nấy cứ thà kề mình miền bẩm non trong sân là xong ở đoàn nộp tại trại rắc này sạc cây cam pi sầm nồng rừng sôn sôn mùi nục tê miền này thà xa xây để trâu mà châu chơi nó không sầm nồng rừng nữa cứ trâu tại cứ thà thà trâu đòn nâu bắt tay chơi rắc rồi bỏ cái dương khi nhóm xong ở đòn chậm lại ba lá bẹp con tận đứng sầm nạp đòn nâu bắt tay chơi rắc này sầm ở cồn I'm happy đâm nang sạp rồi nhá khi nhóm sập đi chơi nâng chơi tận đứng sầm nuôi này lục bút tiền
dương bàn bàn đọc ra bà nhà hà này ta hơi ní vị trí này mũi ní sạc cây cam rồi bỏ sạc sĩ nhóm nâng có tra tục là tạm ca xâm ra cho bà ông chúng ta cứ ta đối bàn đọc sạc cây cam rồi mà hơi bàn đọc sạc cây cam lít lô mùi chùm nôn nông nông xùm nông rương xôn xôn mùi đè vì ai mình sẽ rạp bà dâu bẹp bọn ta nâng sạc cây cam rồi bỏ đôi ní vẫn ta dương có miền cách xâm phía rồi bỏ ổ xì cho lỡ xạ xây hà xâm nhạc tiết này bên là dương này dì bởi mình kết bị bà nhà xạ cây cam rồi bỏ đôi tế cứ ta xạ xây xâm khăn khăn để khang đập năng xạ bởi nhạc xâm nào xông nữa cứ vì nâng mình miền chế đàn bà mán cơ rao bì xạ xây nó có nông xâm nồng đứng xông xôn mùi rồi bỏ hai nô tế đôi chứ này bởi xân là trên miền xạ xây là đè mình ban phát xạ cây cam nó không tỏ là cả thế cứ dường chăm sân là cứ ao miền cả cứ đặt bánh trôi tỏ đó là sầm na sầm rồi bao giờ chăm tẹt tuồng tới đường ca tu yul tới tu yul nấu chăm lại rồi bao xạ xây nữa bởi tam chăm yul mình chăm lòng thế cứ miền ôpạ sầm quan đập pi đập bay đập mùi đại chi ôpạ sầm quan miền nó không có tệ cho đất sạp na ca đi sạ chậm lại được bao sạ xây bài này cứ tha cứ trâu tè dục một và sạ xu nộp không pe luôn mấy tôi bị cà phê cái đấy chậm nói môi tiết xong mọi bệnh chạy hết đôi chân này nộp pe được nhom từ tu tha pe là về ai trâu cà phê về liệt bay tàu buôn sạ và đá đôi chân này hạ son kia ta ông chậm đông chậm rán nâng sầm lại ông pi cà tàu tu dục nộp tệ cho đắk này sạ khay cắm đại ban đại ban phơi rồi cả hời miền tây thà cứ về miền phép bản đi cho hai bữa để ai tha nâng mình mến chiếc ca thôi sẽ đầy xoắn là tha rồi tay một đòn tới để tha ong chùm lùng chùm ra nâng tôi tuôn vô bật tay cho rắc này sạc hay cam thẳng ngon luôn vì đàn dây ông pi tùng vớ rộp bò chân chọp chọn khi nhóm o côn nà đại ban trả lời từ nâng xâm nô rộp bò khi nhóm một nơi bần tay bà sân là chi ong chùm lùng chùm ra chọn ban nấu chấm lại rồi bắt tay cho rắc này sạc cây cam để ban đòn hỏi thà ta về chụp này mua đi bán nhà đi đây rồi có ớt luôn thà ta càng đang đang rất phải về đi ai nâng chấm lại nâng chấm lại đi ban rồi ớt khi thay dương nâng riêng na nâng tu cho chấm lại chẳng nè dương khi nhóm có chọn ban bên về liệp bất bạc cọt nà mùi để bận thêm cho lừa vậy để riêng khi nhóm ban ban phần man rồi thứ hai sầm rạp thà ta sầm nông rừng đi về đừng chọn được bên nào luôn thank you. Som con lục thiên khiêm chia lại khay tế chấm nói mùi đã khiêm hoàn toàn cho bác cơ thay dương nâng mình sơn na som ở đó sạ khay cam tẹt tôn tôn nâng ẩm phơ tùng vơ rồi bỏ chuyện chọc chọt vì sạ xây đây hoàn toàn mà đó sạ khay cam nó hay thế nên mình mến cho cô bẩm non này ca đại cái sa tam rồi dạ xa bệ nhà nâng mấy tư bí cà phía cái đấy nó tê dưỡng trong màn xạ khai cam xạ xây tại đá mình bẹp bọn tôi nâng tùng vớ rồi bỏ chuyện chọc cho tê mình miền này thà ông chung lưu rác bàn xâm rạch rồi mọc hai thà ta xạ khai cam rồi bỏ xạ xây bẹp ná để ai tôi vô bàn đôi chứ này khang dưỡng đâm nàng xạ bệ nhà mình xin nào xong ôi ông chung lưu rác bà chà rà lưu chung lưu rác tê cứ sầm nào xong bẹp bòn tồn nâng tại bà nhà hà ná đe xa xây cháu lái mình bẹp bòn tồn nâng ẩm bơ lấy xa cam ẩm nâng xa cam ẩm bẹp rồi bỏ chuyện chọn chọn nụ thị xong chơi chơi cơm phấn nhưng xong bánh chạy bần tay tẹt tồn tồn nâng cá cháu lái cháu lòng cái này lúc ba này dây ẩm bì lúc chandler để thả ai chìa xa xây môi trâu cỏ hà mò phong đà ta miền phan ca đừng có hào David Chandler nó không nông đậm lạc càng này sạp ca này đại được tế. That's correct. Lúc này cháu Crom Phan cứ chỉ cả trăm trâu hỏi dường bàn sản xong ỏi David Chandler cứ cú rộp lần đọc từ lơ xong nông rương xong xong phí ní chẳng mùl. Còn bàn phát đoàn sạc khay cam trăm bạch rồi mà hỏi để bẹp bọn từ nâng xo mà phây mùi. Đòi hai Paul này ai dương khi nhóm dương cười thay dương khi nhóm nâng mình sẵn sàng bài ông chung đồng dùm rác có hào để biết chẳng lỡ tê. Xong ọc quân. Xong ọc quân. Xong ọc quân. Xong ọc quân. Mình vì nó múc đồng nàng đang đang rọt vào bình đi.
Sum group lo patien ne knong karanei dal ang hai pa pon te nang som 21 trou ban banchul lo knong ka kat kdai knong savanaka tobong ni dam ba dang rot vei ni pum tuan aich pdol nou chumnuon cheak leak tha ta aikasa pumman sak sai pumman neak chumnien yang dam ba dang rot vei ni pumman samrap savanaka knong karanei ni te kumtae nhưng mà chúng tôi biết là đám bệnh đồng rột với nhí đại bẹp bọn trở bán ở tờ tùa xóa thật chế đám bệnh đồng rột với nhí đòi mưu thà này xóa một phây mùi nhí cư miền chúng luôn mở rơi xam sắp rộng bầy dương khi nhóm trở ca bê vô lìa bảo hà chìa bảo hà chìa đọc buôn thang ngay bảo tòa bì miền dịch đầy xâm rạch bảo sân bảo miến bà châu xóa một phây mùi thay chị ông hát được không sao mà ca được bốn đi hai giờ dương khi ông đang sầm róc sầm đua chìm mùi mấy tờ vi đang bị đang rột vì như thế tiết đang bay cầm nót vô chìm nuôn ai cả xa cả đôi chia sạ xây đang nhẹ chìm liền chạy lẹ chun ông chìm chìm về hai giờ chìm nuôn chìm xe pẹp con đang đam bị đang rột vì như đây dương khi ông miền bẩm non đang snare cứ ai miền pê trời ca pê về lìa bị bay từ Pram ngày nay sau vận ca bắt thèm đối với này dân trong đang bắt chạy chun lục bắt thiên bắt thèm tiết nơi không cả nơi đã miền ca sầm rách bên châu on hẹt nơi sau một phây muối nơi không sau vận ca đồng bộ nơi sông Akun Akun chỉ một to anh đã lo bị ca từ miền bị ca phía đây lục nôn chia លោកប្រធានដោយយើងខ្ញុំបានជម្រាបពីព្រឹកមិញរួចមកហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់សំណើសុំឬក៏ការកត់សម្គាល់ណាមួយក្រោយពីមានការពីគ្រូច្បល់ជាមួយកូនក្តីរបស់យើងខ្ញុំទៅលើកបញ្ហាសំខាន់គឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយអ្នកយើងត្រូវការពិភាក្សាអំពីសំណើទាំងអស់នេះហើយនឹងការកត់សម្គាល់ទាំងអស់នេះ ដែលលើកឡើងដោយតំណាងសហប្រជាជាតិនិងដំណាងរដ្ឋបព្វវិធីជាមួយកូនក្តីរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំគិតស្មានថាយើងខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅថ្ងៃស្អែកលោកប្រធានដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមពេលវេលាពីគ្រូយោបល់ជាមួយកូនក្តីយើងខ្ញុំសិនហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់ចូលនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅក្នុងសំណើសុំនេះវាបញ្ហាដ៏សំខាន់ នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមស្នើអង្គជំនួយព្រះអញ្ញាតដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាដាក់នៅសំណើទាំងអស់នេះសូមអរគុណបាទអរគុណទេលោកមេធាវីការពីក្តីលោកអ៊ីងសេរីតើមានអ្វីលើកឡើងជាក់លាក់ទេលើបញ្ហាប្រធានបទនេះ សូមអរគុណលោកប្រធានជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីចៅក្រុមទាំងអស់យើងកំពុងតែជិះទូកតែមួយទេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាដូចក្រុមនួនជាដែរលោកអៀងសេរីថ្ងៃនេះគឺថាមិនអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបានទេទោះបីគាត់នៅបន្ទប់គុំខ្លួនខាងក្រុមក្តីយើងខ្ញុំមិនដឹងថាយើងកំពុងតែហាក់ដូចមិនច្បាស់សោះមិនដឹងជំហរសហប្រជាជាតិទៅណាខ្លះគាត់កំពុងទៅណាមកណាដូចថាយើងចាប់ជំហរនេះមិនទាន់បានហើយ ដូច្នេះបើតាមដែលខ្ញុំយល់ដែលអាចធ្វើទៅបានគឺថាយើងខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកអៀងសេរីសិនប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនអាចជួបជាមួយគាត់បាននៅអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់តំណាងសហការផ្នែកសហប្រជាជាតិលើកឡើងនោះការពិគ្រោះមិញនោះទេដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានពេលវេលាជួបជាមួយលោកអៀងសេរីនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងយើងខ្ញុំយល់ស្របជាមួយក្រុមអៀងសេរីដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឲ្យពេលវេលាដល់យើងខ្ញុំដើម្បីបកកលក្ខណៈ ឲ្យយើងខ្ញុំអាចលើកឡើងនូវចំណុចទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំមិនត្រូវការច្រើនជាពេលជាងពី40នាទីទេសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណបាទអរគុណចុះក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផនបាទលោកប្រធានបាទដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងកាលពីព្រឹកមិញហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ ការកំណត់ក្តោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំពោះភាគីការពារក្តីទាំងអស់នោះថាជាការសមស្របគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងវិភាសាជាមួយកូនក្តីរបស់យើងសិនពីព្រោះ
ថាការវិភាសាយើងនៅថ្ងៃនេះគឺថាយើងចង់បានគោលជំហរជាក់លាក់មួយហើយដើម្បីឲ្យបង្ហាញគោលជំហរច្បាស់លាស់នេះបានគឺថានៅថ្ងៃពុធនេះសាវនាកាថ្ងៃពុធនេះយើងនឹងអាចបង្ហាញគោលជំហរជាក់លាក់បានបន្តពីបានវិភាសាជាមួយកូនក្តីរបស់យើងសូមអរគុណលោកប្រធាន បាទអរគុណណាស់ហើយឥឡូវដល់ពេលសំឡំសម្រាប់ដែរហើយហើយមកប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3:10 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសំឡំការសម្រាប់ចុះ